Đây em nay về được mấy món nè, ngay tại bãi luôn nha, bán tại bãi luôn đó, cầm này nha. Đó, mới chưa xài luôn, không lấy hàng nè. Ai cầm món nào thì thả đó. Mới tình luôn ha, ăn cầm tối. Đó, nước nước này nè, khu su nè ha. Đó, còn dính nước luôn, mới tình luôn ha. Cặp nối họ cho bịch luôn nha. Đó, nó dính đạm mẩm ha. Đó, còn có lục gián nè, cái đồng đây một cặp ha. Đó, này mở ra nối hai dây, dấu dây vô đây một cái. Đó, bộ dây hàng rồi. Đó, dây hàng gần 20 mét nha. Đó, dây còn đẹp ha. Nó chỉ bị rạn cái chỗ đầu chút một tí xíu thôi. Này chỗ đầu này nè, rạn chút ngay khúc đầu đó, đạn nó tí xíu gần ngay đầu thôi, không có để mình coi khúc nào đó, dây còn đẹp nha, đạn chưa tí xíu rồi đó, hai đầu này đây coi khúc đạn. Đây ha, đầu này chính giờ bên đây này cũng có đầu nối ha, cặp luôn. Nào cần thì liên hệ mình nha. Dây này bán gần hơn 20 mét đó, mình chưa đo nữa. Nó còn ok hết á, nhưng mà nó có bị khúc đầu là nó rạn tí cắt kìa. Này bán 900 nha. Đó. Đẹp lắm rồi. Đây này, không gãy ha. Chỉ cái rạn tí một tí cái đầu thôi, cắt khúc đó bỏ cũng được, hoặc là đây là cái đầu này nè, hơn 1 gan nữa. Qua Zalo chụp cho ha. Rồi bán cái hồng nữa ha. Này cho đến Z7880 nè, nguyên zin luôn. Nó như mới luôn nha. Nó sàn mới luôn. Cái này chụp bụi mới nè, hàng lưu kho cho con người ta lo nè. Lên đèn mà nó không chạy á. Hai pin lên đèn hết, ông pin như mới nè. Pin còn đẹp như mới luôn. Hai pin. Hai pin. Lên đèn nha, mà nó chưa chạy nha. Nó lên đèn nè. Đó, lên đèn ha. Biết nó bị gì, hàng lưu kho nè. Tem tiết còn đẹp, mà anh da băng luôn. Rồi, bộ này bán về 1.9 nha. Đó, 1.9. Có mù rồi đó. Nó còn catalog luôn. Đó, còn về thử, test giá khác nha. Rồi. Chụp bụi mới luôn. Sạc mới, pin mới luôn. Thằng máy nó hơi để nó ố chứ còn không chóc không gì nha. Rồi, ok ha. Bộ các cặp này cắt bán rồi.